Như vậy là kể cả phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 8 tháng 3 năm 2019 thì giá cổ phiếu của JOne ở trên sàn HOSE thì đã liên tục giảm điểm trong vòng 5 phiên liên tục, thưa anh chị em và các bạn. Bắt đầu là phiên giảm điểm đầu tiên là ngày mùng 4 tháng 3 và ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Thì sau phiên giảm sàn 5 phiên giảm sàn của JOne thì giá cổ phiếu của JOne là giảm từ 245.000 mà bây giờ thì còn có 170.600. Thì điều gì làm cho JOne giảm tới 5 phiên sàn, mỗi phiên là mất 7% giá trị thị trường, đưa cái cổ phiếu này gọi là bốc hơi vốn hóa gần 2.000 tỷ chỉ trong vòng 5 phiên giao dịch. Kính thưa quý anh chị em và các bạn, là đây là một trong những cái cổ phiếu mà của ngành công nghệ gọi là khá là nổi tiếng đối với các bạn làm YouTuber, một trong những cái công ty quản lý cái network JOne lớn hàng đầu của khu vực châu Á, và đang mon men trong cái câu chuyện mua lại một số các cái công ty của Mỹ để hòng là vượt lên cái top 5 công ty có những cái network lớn nhất trên thế giới. Điều này thì với dân trong nghề làm YouTube cũng như là những người mà hiểu biết về lĩnh vực công nghệ, sản xuất các cái chương trình truyền hình cũng như là các cái chương trình mà được quản lý trên trên kênh YouTube nói riêng và trên Google nói chung thì sẽ hiểu rất rõ về điều này. Thì vậy sau khi mà giảm sàn 35% thì công ty JOne thì công bố và nói gì về cái điều này? Thì sau đây thì chúng tôi xin được dành cho ít phút thời gian để điểm qua một số những cái thông tin công bố công khai trên cái trang chính thức, thông tin chính thức mà JOne đã công bố với lại Ủy ban chứng khoán. Đây là một trong những cái công báo gọi là có độ chính xác cao nhất mà quý anh chị em và các bạn nên biết. Thì công ty cổ phần tập đoàn JOne đã nhận được thông tin từ YouTube về việc chấm dứt cái thỏa thuận lưu trữ nội dung. Tên cái từ tiếng Anh của nó viết tắt là CHSA. Sau ngày 31 tháng 3 năm 2019, đối với các công ty đầu tư tài chính, công ty con có hoạt động kinh doanh liên quan đến mạng YouTube AdSense, tức là cái YouTube mà có gọi là chia chác về cái phí quảng cáo của tập đoàn, bao gồm công ty Aspinme, PTE, JOne Network và công ty Scalab mới mua lại của Mỹ. Thì cả ba công ty này đều bị YouTube thông báo là bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 thì sẽ ngừng, gọi là không cho phép những công ty này được làm việc và liên kết với lại YouTube nữa, và cũng không được triển khai các cái gọi là vai trò trung gian là network cho những cái quản lý cái hệ thống đa kênh của JOne nữa. Và YouTube cho rằng là SpinMe là một trong những cái công ty trụ sở tại Thái Lan do tập đoàn JOne sở hữu gián tiếp 16,93% đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với quy trình của YouTube. Điều này dẫn đến việc YouTube áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty liên quan đến hoạt động của YouTube AdSense trực thuộc tập đoàn JOne, và cụ thể là JOne Network và Scalab mà mới mua lại của Mỹ gần đây. Thì ban lãnh đạo tập đoàn JOne đã có những hành động ngay lập tức để làm rõ với YouTube về cái bản chất hoạt động, uy tín của tập đoàn cũng như từng đơn vị độc lập trực thuộc tập đoàn JOne. Và đồng thời ban lãnh đạo tập đoàn cũng chủ động thúc đẩy các mảng kinh doanh khác để đảm bảo chiến lược phát triển chung của tập đoàn. Trong những năm vừa qua, tập đoàn JOne luôn chú trọng phát triển cái hệ sinh thái truyền thông kỹ thuật số toàn cầu trên cái nền tảng đa dạng hóa cái nguồn thu và lợi nhuận. Cụ thể là năm 2018 thì mảng kinh doanh YouTube AdSense chỉ đóng góp khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn JOne, tương ứng với khoản doanh thu AdSense chỉ đóng góp 13% lợi nhuận sau thuế của tập đoàn. Và các hoạt động kinh doanh khác của tập đoàn JOne thì vẫn phát triển theo kế hoạch. Và tập đoàn JOne luôn có chiến lược định hướng tuân thủ pháp luật và chính sách của các đối tác. Vì vậy, ban quản lý cấp cao của tập đoàn JOne đang tích cực làm việc và đàm phán với lại YouTube để hiểu rõ sự việc nêu trên và để đạt được kết quả tích cực về việc tiếp tục các thỏa thuận với YouTube
sau ngày 31 tháng 3, thì liệu câu chuyện là YouTube có tiếp tục cho J1 được làm cái gọi là đối tác YouTube AdSense quản lý cái hệ thống đa kênh hay không, thì chúng ta phải chờ đến hết ngày 31 tháng 3 xem liệu là cái ban quản trị, ban quản lý của tập đoàn đàm phán với lại YouTube thì có thành công hay không. Như vậy là trao đổi với anh chị em và các bạn về những thông cáo báo chí của ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống, chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là báo cáo chính thức mà gửi lên Ủy ban chứng khoán. Báo cáo này là báo cáo đúng và hợp lý nhất của tập đoàn này, có tính pháp lý cao, được thông báo. Tuy vậy thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điểm qua một số trang kênh trên mạng internet đưa ra cái vấn đề này, và rất nhiều người là đang không hiểu hoặc là khá là mơ hồ trong cái câu chuyện là tại sao J1 lại bị ảnh hưởng nặng nề như thế, và điều gì khiến cho cái câu chuyện là giảm nhiều và giảm tới 35% như vậy. Thì điểm đầu tiên, đứng ở vai trò là người đầu tư chứng khoán và người gọi là có nhiều một số kinh nghiệm trên cái thị trường chứng khoán, thì tôi cũng chia sẻ với anh chị em và các bạn như thế này. Trên thị trường chứng khoán thì một thông tin tốt hay một thông tin xấu, thì tốt thì sẽ được gọi là tác động 2 lần, nhưng mà xấu thì sẽ bị tác động đến 3 lần. Và điều này là điều mà cái giá phải trả cho những cái tập đoàn, những cái đơn vị mà có những cái bê bối liên quan, và đặc biệt là những cái bê bối liên quan đến vấn đề truyền thông, cũng như những bê bối trong cái quá trình hoạt động kinh doanh. Và nó là điều rất là bình thường trên thị trường chứng khoán, khi mà một cái doanh nghiệp đã niêm yết công khai trên sàn và những cái thông tin đi kèm với tập đoàn sẽ rất dễ bị các nhà đầu tư phản ứng gọi là tiêu cực thái quá hoặc là tích cực thái quá. Tuy vậy thì rất nhiều người trong quý anh chị em và các bạn cũng chẳng hiểu cái network là như nào. Các nhà đầu tư thì lại càng không khó, rất là khó hiểu về cái câu chuyện là ghi nhận doanh thu của J1. Thì cái sự cố J1 thì bị YouTube chấm dứt cái hoạt động lưu trữ, thực sự nó là cái tâm điểm. Và ở đây thì chúng ta sẽ bàn thêm. Theo cái chia sẻ và trao đổi với một số các cái bạn làm trong nghề, thì cái câu chuyện của cái công ty con của J1 đang gián tiếp sở hữu tại Thái Lan, thì có một số cái hoạt động gọi là tuân thủ, hoặc là tức là đã tuân thủ nhưng mà chưa tuân thủ triệt để những cái quy định của YouTube về việc là YouTube cấp cho cái quyền là quản lý đa kênh, tức là một cái network có thể tuyển dụng những cái kênh YouTube khác vào trong cái hệ bộ máy của mình để quản lý, và trực tiếp là nhận tiền quảng cáo, tức là cái tiền AdSense, tiền các nhà quảng cáo phân phối quảng cáo trên các cái video này trả về cho J1. Sau đó thì J1 sẽ đóng vai trò là người gọi là trả lại cái phần tiền này cho các kênh cụ thể trong cái hệ thống network của mình. Và điều băn khoăn thì rất nhiều, nào là câu chuyện là liệu J1 sử dụng các cái biện pháp có cái sự gian dối này trong cái câu chuyện là doanh thu và lợi nhuận của J1 liên quan tới việc là bút toán toàn bộ cái doanh thu mà YouTube trả về, rồi lấy cái phần mà trả cho các cái kênh YouTube là chi phí hay không. Điều này thực sự là rất khó để có thể làm rõ, và rất nhiều những người chuyên trong lĩnh vực này, gọi là dân mà gọi là kiểm toán và dân kế toán chuyên nghiệp, cũng đang rất là phân vân trong cái câu chuyện này. Bởi vì cái lĩnh vực công nghệ và hưởng cái lợi ích từ YouTube thì ngay cả bản thân Thắng ơi cũng không hiểu rõ lắm trong cái câu chuyện là liệu là sử dụng cái doanh thu gọi là gross hay là doanh thu net, tức là doanh thu tổng hay là doanh thu mà đã trừ chi phí. Tức là nếu như mà J1 sử dụng cái doanh thu bút toán trên cái báo cáo tài chính của J1 liên quan tới việc là lấy cái tổng cái số tiền mà YouTube trả về cho cái hệ thống đa kênh của mình, trừ đi cái số tiền mà trả cho những cái kênh YouTube nằm trong cái network, thì sẽ còn lại là từ 10 tới 30% cái phần trích lại tùy theo cái độ lớn của các cái kênh trong network thì lấy doanh thu. Hay là J1 làm cái bài là lấy doanh thu là tổng toàn bộ cái phần mà YouTube trả về, thì điều này cần phải được trả lời rõ nét hơn, thì sẽ để làm rõ hơn cái câu chuyện là ghi nhận doanh thu như thế thì ghi nhận đúng hay ghi nhận sai, chuẩn mực kế toán của chúng ta có được phép như vậy không. Thì đây là một câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn sau, bởi vì nó liên quan quá nhiều tới cái vấn đề nghiệp vụ, chúng tôi thực sự chưa hiểu rõ điều này.
Còn bàn về cái câu chuyện là Diêu Quan đã làm gì, công ty thành viên của Diêu Quan đã làm gì dẫn đến câu chuyện YouTube gọi là cắt, thì trên báo dinh.vn thì có đăng một bài báo liên quan đến cái câu chuyện là gọi là cái bê bối gian dối. Đây, tôi sẽ đưa đọc Diêu Quan Network trên trang Dinh cho anh chị em và các bạn nghe, thì anh chị em và các bạn hiểu hơn về cái bài toán là nó có câu chuyện gì ở đây. Thì theo dinh.vn thì mô hình cộng sinh của Year One, tức là cộng sinh vào YouTube, sử dụng cái nền tảng YouTube để kiếm tiền, thì ở tại Việt Nam thì hiện tại thì có khoảng 4 đơn vị đang được YouTube cấp phép là đại lý của YouTube, tức là đơn vị chính thức được YouTube cấp phép được làm xây dựng cái hệ thống đa kênh, tức là gọi là network của YouTube. Thì gồm có một là G1, hai là MeToo, ba là Pop và bốn là Điền Quân. Thì Điền Quân thì mới được cấp gần đây thôi, cuối 2018 thôi. Và bốn cái đơn vị này thì chính thức được YouTube công nhận và được phép tuyển dụng các cái đối tác gọi là các cái kênh khác trên thị trường vào trong cái hệ thống network của mình và chủ động trong cái việc quản lý cái cơ sở dữ liệu của các cái YouTube này, phê duyệt cấp phép theo đúng những cái văn bản ký kết với YouTube, tức là tuân thủ những cái luật mà YouTube đặt ra cho với những cái kênh trực tiếp là đối tác của YouTube, thì cũng được áp dụng với các cái kênh nằm trong cái hệ thống của G1 hay là của Điền Quân hay là của MeToo hay là của Pop. Tuy vậy thì cái kênh của ở bên Thái Lan, tức là cái đơn vị mà công ty thành viên của Thái Lan ấy, công ty con của G1 tại Thái Lan, đó là công ty SpinMe, thì có một cái câu chuyện đó là vi phạm cái nguyên tắc của YouTube về chuyện là tuyển người, tức là tuyển các cái kênh YouTube vào trong cái hệ thống network của mình, nhưng mà đang có những cái việc là có thể sẽ bị YouTube trước đó đã cảnh báo về cái việc vi phạm về sở hữu trí tuệ về hay là bản quyền hay là vi phạm nguyên tắc cộng đồng, thì bị YouTube đá ra khỏi và không được liên kết là kiếm tiền. Tuy vậy thì Network SpinMe, công ty con, đã mua, tức là đã sử dụng một số các cái biện pháp để lách luật và đưa những cái YouTube này vào, sau đấy bật lại kiếm tiền, và sau đó thì sau khi bật xong thì đẩy ra. Thì ở đây họ thu phí trong cái câu chuyện này nên là dẫn đến câu chuyện là bê bối. Và thực sự là nó là một cái câu chuyện liên quan đến cái đạo đức kinh doanh, không tuân thủ những cái quy định mà sử dụng trên cái nền tảng YouTube, nên YouTube họ đã quyết định là đưa ra cái gọi là cái trừng phạt nặng nề này. Thế bởi vì là tại sao chúng tôi lại coi nó là một cái trừng phạt nặng nề, là bởi vì trên thế giới thì cũng không nhiều, tức là trên thế giới thì mỗi quốc gia sẽ được cấp rất là hạn hữu. Như Việt Nam thì đến mỗi năm hai cuối năm 2018 thì cái hệ thống gọi là đa kênh network của được YouTube chính thức công nhận thì chỉ có 4 thôi. Cái này thì cũng là tiện thế thì nói với những anh chị em mà làm YouTube để biết được rằng là cái đơn vị chính thức là network của YouTube thì chỉ có 4, gồm có là G1, MeToo, Pop và Điền Quân là mới được cấp vào cuối năm 2018 thôi. Còn lại thì những cái đơn vị network khác thì đều là gọi là không chính thức và thậm chí là gian dối. Tuy vậy thì đã ít như vậy thì đương nhiên là cái điều kiện để được cấp là rất cao và thực sự là rất khó để có thể được được cấp. Đã được cấp rồi mà lại không tuân thủ sử dụng nền tảng của người ta để kiếm tiền, tức là đứng ra làm vai trò trung gian, nếu theo cái giải thích của Diêu Quan thì là thu hộ chi hộ, tức là những cái đơn vị mà thuộc cái network của G1 hay là của Pop TV hay là của MeToo hay là của Điền Quân thì họ sẽ thu hộ, tức là gọi là chi hộ đấy, tức là giải pháp là chi hộ, tức là nhận tiền của YouTube và chi hộ cho YouTube rồi cắt lại một cái tỷ lệ. Thì cái việc cắt lại này thì nó được giải thích là họ sẽ là những người trong network, tức là coi như là một cộng đồng riêng của cái đơn vị quản lý, thì được hỗ trợ nào là đơn chỗ làm việc, nơi quay phim, hỗ trợ giới thiệu trên những cái trang thông tin của network và hỗ trợ thêm về cái cách làm, phương pháp làm, nói chung là đại loại là giống như kiểu là công ty con của công ty con đấy, tức là con của con đấy, thì mình là thuộc vào trong cái network thì mình là con của cái network đó và được cái network đó chăm bẵm về hướng dẫn chia sẻ, còn các cái network thì là công ty con được gọi là đại lý cấp 1 của J1.
Còn những người mà làm YouTube mà không không qua network cuột thì như nào? Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta sẽ là không phải là đại lý, nhưng chúng ta trực thuộc, tức là được YouTube chính thức quản lý, tự quản lý. Thì có hai dạng thức như thế. Thì mỗi cái dạng thức nó có một cái điểm nổi bật, điển hình khác nhau. Khi tham gia network thì anh chị em và các bạn sẽ được cùng chung sống với cộng đồng, được giao lưu với lại những người cùng đam mê, được hỗ trợ bởi cái network, được hỗ trợ nơi làm việc, hỗ trợ quảng cáo trên những cái kênh gọi là lớn của cái net đó. Thì khi mà đã làm việc như vậy rồi thì đương nhiên chúng ta được hưởng network, cái nền tảng đa kênh này thì sẽ được hưởng hưởng cái gì? Hưởng chính cái quyền lợi mà gọi là tiền chi quảng cáo về của những người trong net, nhờ vào cái câu chuyện là giúp họ những cái câu chuyện đó thì được trích lại cái tỷ lệ từ 10 đến 40% số tiền mà YouTube trả cho network, và network thì trả lại cho những người trong đó. Thì rõ ràng là chúng ta thực ra là cộng sinh thôi, sống như thế này là gọi là sống cộng sinh. Lĩnh vực khác thì chúng tôi không bàn, nhưng riêng cái lĩnh vực này thì đương nhiên là đã là cộng sinh trên nền tảng của người ta thì phải tuân thủ nguyên tắc của người ta. Và nguyên tắc của YouTube nói riêng và Google nói chung là rất là, nói chung là chúng tôi có thể nói tóm gọn là một trong những công ty mà có cái luật pháp rất là nghiêm minh, và tất cả những cái đơn vị nào mà vi phạm thì sớm hay muộn thì cũng sẽ bị trừng phạt. Và điều đó là điều đã chứng minh rằng là tôi có thể thấy rằng là sau 31 tháng 3 thì không biết là Diêu Oanh có được đàm phán để tiếp tục hay không. Thì chuyện này là chuyện chưa biết, nhưng mà về cơ bản thì cái việc trừng phạt này là cái việc thích đáng cho cái một công ty con của Diêu Oanh tại Thái Lan là SpinMe thì đã gian dối với YouTube, nói chung là như thế, lừa dối. Và cái sự lừa dối trên thế giới thì nó trừng phạt rất là nặng nề, và nó không chỉ là trừng phạt chính cái công ty lừa dối mà trừng phạt tất cả những công ty có cái sản phẩm tương tự và trong cái hệ thống, thì bao gồm là G1 Network tại Việt Nam và một cái công ty mới mua tại Mỹ là Scap Lab đấy, thì bị trừng phạt hết rồi. Và điều thứ hai nữa là khi một doanh nghiệp lên sàn như G1 thì dù cái hội đồng quản trị hay là cái thông cáo báo chí có giải thích được như thế nào đi chăng nữa, thì cái điểm thứ hai G1 bị trừng phạt đó là nhà đầu tư sẽ trừng phạt G1. Điểm nổi trội rõ nét là bị những cái tương tác về cái giá thị trường, dù trước đó có thể là giá cao giá thấp thì tôi chưa bàn tới ở góc độ đầu tư, nhưng mà anh chị và các bạn có thể thấy được rằng là may mà G1 nằm ở trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với cái biên độ dao động là 7% một ngày, chứ còn nếu mà nằm ở sàn Hà Nội biên độ dao động 10% một ngày, hay là ở sàn 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 Upcom 15% một ngày thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với G1. Trong trường hợp mà 15% một ngày giống như trên sàn Upcom giảm 5 phiên áp sàn như thế này thì đã làm mất giá trị vốn hóa thị trường của G1 lên tới 60% anh chị em các bạn. 15 nhân với 5 là bây giờ là thành là 15 năm, sorry anh chị em các bạn, 1 năm là 5 năm 7 35, là mất gần như là mất rất là nhiều. Thì thôi thì chúng ta bàn đến cái câu chuyện sàn Thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì mất 5 phiên. 5 phiên mỗi phiên 7% thì chúng ta có thể thấy là 5 nhân 7 là 35 rồi. Chưa kể chúng ta chia đúng từ giá 245 mà trên giá 170. Chúng ta có thể dùng cái phép chia là 245 chia 170 đi. 245 là chia trừ đi 170. Rồi sau đấy chia cho 245 à. Là đã mất tới chính xác là 30,6%, 30,6% anh chị em các bạn. Còn nếu tính trên cái 777 này thì 35%, nhưng thực tế là mất 30,6% giá trị vốn hóa thị trường. Đấy, câu chuyện chúng ta đưa ra như vậy để thấy được một cái điểm là một doanh nghiệp đã lên sàn rồi, một doanh nghiệp đã công khai minh bạch trên hệ thống rồi thì nên là gọi là tuân thủ cái nguyên tắc, tuân thủ cái luật pháp và sống làm sao để nó đúng, nó hợp lý. Chứ còn theo tôi thì đây là một trong những cái network lớn lắm, G1 là rất là lớn, lớn hàng đầu Việt Nam luôn, nó lớn hàng đầu châu Á luôn á, chứ thậm chí là số 1 châu Á luôn đấy, chứ không phải là dạng vừa. Nên là nó sẽ là một câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian sắp tới, trong cái câu chuyện xử lý bê bối này như thế nào, và hy vọng rằng là những cái điều tốt đẹp nhất đến với G1. Hy vọng rằng là sau cái sự cố này thì G1 sẽ tỉnh ngộ hơn, sẽ biết cách hành xử với lại những cái luật pháp, những cái quy định của những cái đơn vị gọi là liên kết của mình, cũng như là cách hành xử của G1 đối với thị trường chứng khoán, để tránh bị thị trường, nhà đầu tư trừng phạt trong cái câu chuyện là giảm giá sốc. Và câu chuyện của G1 còn giảm giá về đâu sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. Thì xin chào
Hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi thì đem lại cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn, cũng như những người đang làm trong cái lĩnh vực YouTube mà muốn tìm hiểu thêm thì vui lòng để lại những cái bình luận ở bên dưới về cái câu hỏi anh chị em và các bạn muốn trả lời, thì chúng tôi sẽ trả lời anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.